Các chị em có hiện trạng da nám bị nặng như thế này thì đến với nhà mai xa làm liệu có hết hay là không? Và khi điều trị tại nhà mai xa, điều trị da tại nhà mai xa sử dụng công nghệ gì, phương pháp gì để có thể loại bỏ, nghiền nát, phá vỡ, phân hủy tất cả các cái vùng nám trên bề mặt da của khách hàng? Thì các chị ơi, hôm nay em xin mời tất cả các chị hãy có mặt trong cái live stream buổi trưa ngày hôm nay cùng với Mai Lisa để biết được rằng là Mai Sa sẽ sử dụng phương pháp gì và công nghệ gì, và có đúng như lời Mai Sa quảng cáo hay không, người thật, việc thật. Và đây là hiện trạng da của một chị khách hàng đến điều trị da tại nhà Mai Sa. Như các chị cũng thấy, trên bề mặt da của chị ấy có rất là nhiều nám đinh, nám màng, tàn nhang, đồi mồi và đốm nâu. Xung quanh bề mặt da thì sắc tố không có được đồng đều, nám đã ăn lan lên cái vùng hai vùng má và trèo lên vùng mũi, cũng như là lan lên dần lên cái vùng trán, da nhăn trùng chảy xệ, sắc tố không có đồng đều. Thêm một điều nữa đó là lỗ chân lông rất là to. Thì các chị có thể nhìn thấy giúp em ạ, cái nám mà chân đinh em đang chỉ đây, đây gọi là nám đinh các chị nhá. Nám đinh là hình thành là nám chân sâu, nó vón cục lâu ngày tạo thành những cái chân ở bên dưới bề mặt da của mình, tích tụ và lắng đọng trong đó. Khi mà nó đẩy lên trên bề mặt da của mình thế này là nám đã bị rất là lâu rồi các chị ơi. Và hiện trạng trên bề mặt da của chị này, của chị gái này á, còn bị những cái sẹo trắng nữa chị ạ. Thì tí nữa em xin mời tất cả các chị cũng cùng theo dõi cái livestream này giúp em coi là chị ấy bị như thế nào mà lại tại sao lại để lại sẹo trắng trên bề mặt da như thế này nha. Và khi mà chị ấy bị nám nặng như thế này thì chị ấy sẽ làm những cái gì, làm ở đâu, phương pháp nào, công nghệ gì, và vì sao lại biết tới nhà Mai Sa? Thì các chị có tò mò cái kết quả của chị ấy sau khi tới với nhà Mai Sa không ạ? Chị nào mà tò mò thì các chị hãy comment và cũng như là nhắn lên đây giúp em, gọi là tò mò thì em sẽ cho các chị trả cái kết quả ngay sau tức thời cái giây phút livestream này nha các chị ơi. Có chị nào tò mò với cái làn da của chị gái này khi đến với nhà Mai Sa như thế nào không ạ? Tò mò nhắn lên giúp em nhé các chị ơi. Vâng, và ngay sau đây thì Mai Sa sẽ xin trả kết quả cho tất cả các chị đến với nhà Mai Sa trong buổi live stream trực tiếp ngày hôm nay. Người thật việc thật thì đây chính là một chị khách hàng đã tới với nhà Mai Sa để điều trị da bằng công nghệ cao đó, và kết hợp bộ sản phẩm Dr. Magic. Thì các chị ơi, làn da nắm đinh, nắm mảng, tàn nhang, đồi mồi, đốm nâu, sắc tố không đồng đều nay đã đi đâu mất rồi? Cái làn da này bây giờ đã căng hơn, trắng hơn, sáng hơn, mịn hơn và mướt mượt mượt luôn nha. Các chị có thấy là bề mặt da nó căng hơn không ạ? Có thấy bề mặt da mướt hơn không ạ? Có thấy là làn da của mình trắng sáng hơn không ạ? Vết thâm, vết nám đinh, đồi mồi là bay hết luôn rồi các chị nha. Da đã cải thiện được hơn 90% rồi đúng không chị? Đúng. Chị ơi, cái làn da hồi nãy á thì có phải là làn da mà của chị trước khi đến với nhà Mai Sa không chị? Đúng. Cái da này này chị này. Đúng là làn da của mình. Chị thấy như thế nào với làn da này của chị? Nám và đen. Nám rất là nhiều đúng không? Nám nhiều. Cái hồi đó mình có bị mất tự tin không chị? Mất tự tin khi cái nám mình ra đường mình rất là ngại ngùng. Thế vì sao mà chị... chị ơi, khi mà mình bị nám như thế này á, thì chị đã từng đi nơi nào để điều trị da của mình chưa? Mình có điều trị ở Tây Âu à? Mà điều trị xong thì chị thấy cái làn da của mình như thế nào? Nó có hiệu quả hay không? Không hiệu quả. Lúc đó cái làn da của mình là về nó có hết được cái chân nám không chị, hay là nó vẫn còn rất là nhiều? Không hết chân nám mà nó bị sẹo trắng. Bị sẹo trắng trên bề mặt da rất là nhiều. Như cái hồi nãy mà em có cho các chị xem cái kết quả của mình á, là mình thấy là hai cái gò má của chị á, là nó có cái sẹo trắng trên da. Thì đó chính là cái kết quả mà chị đã đi bắn ở cái nơi, ở chỗ mà Tuy Hòa chị nói đúng không? Đúng rồi. Về xong da không những không hết nám mà nó lại còn bị sẹo trắng trên da nữa. Chắc hồi đó họ có nói chị làm bằng cái công nghệ gì không? Không nhớ nữa, cũng 2-3 năm rồi mình không để ý đến. Dạ. Và nói nó đen với nám nhiều quá, mình cũng ngại ngùng khi ra đường. Dạ. Và được bạn bè chỉ dẫn mình đã đến Manisa. Dạ. Và mình đã đến đã làm được 2 lần. Dạ. Và hôm nay là đúng 1 năm mình lên Manisa mình làm lại. Dạ. Và mình thấy làn da 2 lần của mình là rất ok. Dạ. Cho nên là mình thấy chị Mai nói là người thật, việc thật. Dạ. Cho nên mình còn rất thích là mình còn có chỉ nhiều bạn lên đây. Dạ. Hôm nay cách đây 1 năm. Thì bên đây mình dẫn 4 người đi chung với mình. Để lên cho chị Melissa làm. Dạ. Và thấy chị Mai làm hết nám cho mình rất là thích. Rất là vui đúng không chị? Vui. Dạ. Chị ơi, cái chị làm cách đây là 2 năm, 1 năm rồi hả chị? Đúng rồi. Năm trước là chị làm được 2 lần. 2 lần. Thì khi mà làm lần đầu tiên thì chị có thấy là cái kết quả nó thay đổi hoàn toàn không chị? Lần đầu tiên làm gì mình thấy sao nó đen, mình còn sợ, mà khi nó bong ra hết thì mình thấy nó rất tự tin về rất hết nám. Cho nên mình thấy rất thích, và để làm tiếp lần 2 thì thấy da mình đã hoàn toàn như là muốn hết nám.
cho nên mình thấy về lấy cái ý thấy nó đẹp rồi là không muốn đi, nhưng mà một cách năm nay mình là thích quay lại để làm lại cho trẻ đẹp. Trẻ đẹp hơn đúng không chị, để chuẩn bị mình ăn Tết tiếp theo đúng không? Đúng rồi. Và khi mà vì sao mà ở bên dưới cái khu ở đó là em thấy bây giờ thẩm mỹ viện mọc ra như nấm ấy chị, nó thì rất là nhiều những cơ sở thẩm mỹ khác thôi, nhưng mà sao sao mà cái lòng tin của chị như thế nào mà khi bạn nói một cái là chị lên mai xa chị làm luôn á? mình thấy bạn mình cũng đẹp đó, rồi khi bạn chị đến thì mình làm gì mình thấy cái lần một thì thấy bong ra hết thì thấy nó hết đám, đã giảm được 30-40% thì mình rất là ok, mình rất là thích. Thế mình được đi làm lần hai, lần hai thấy nó muốn ý là muốn hết đám hẳn thì mình thấy là rất là hài lòng cho chị Mai. Ngày xưa là nó tự tin, tự ti ha, tự Đúng ti rồi, khi mà đi ra ngoài đường, đi đâu mình cũng phải make up trang điểm nhiều giày đúng không đúng, chị? Đó, nhưng tại mà khi làm cho chị hết, chị Mai hết rồi thì giờ chị cái việc đi ra đường thì mình chỉ thôi trong nắng thôi. hôm nay chị có bôi gì trên mặt không? Không Da thật của mình đây. đúng, Trời ơi, da quá đẹp luôn đó chị ạ. Em thấy là cái bề mặt da không những là cái nám chân sâu nó lấy được hết gốc nám á chị. Đó, xong rồi cái da nó căng này chị này, nó đàn hồi nha. Sờ vô là nó có cái độ đàn hồi trên da này, nó chứ nó không bị nhăn chảy xệ và nó lão hóa. Lỗ chân lông nó cũng được se khít rất là nhiều luôn đó chị này. Đó, cái làn da mởn nó mướt lắm luôn ấy. Mà hơn một năm rồi chị ha. Năm rồi hơn đó, một năm hơn một năm rồi đó. Bán hai lần của cái năm cũ và năm nay mới lên lại là gọi là lần thứ ba để tiếp tục để chị làm thêm da đẹp. Trời ơi, hơn một năm. Thì nhân đây các chị ơi, có những chị nào mà trong livestream này á, thì cũng em cũng chia sẻ với các chị luôn, cũng có rất là nhiều các chị khi mà đi những cái thẩm mỹ viện khác á, các chị cũng đã tự gọi là từng điều trị ở nơi khác nhiều lắm á. Khi mà bị nám mà ai chỉ gì cũng đi, ai mét gì cũng xài hết trơn đúng rồi. đó, thì tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà về nhà xong bắt đầu một thời gian sau nám bị mọc lại, nó gọi là nám nó phát triển lại á, gọi là người ta làm xong lúc đầu thì rất là đẹp luôn đó, nhưng mà lúc sau nám phát triển lại thì các chị cũng có lên với Mai Sa các chị hỏi là em ơi ở bên em á có làm khác hay không, có làm được hay không, chứ chị thấy là làm ở những chỗ kia không biết là Mai Sa có làm giống hay không, là đẹp trước nhưng mà xấu sau, tại vì chị làm về bữa trước chị làm ở chỗ kia cũng đẹp lắm, thời gian sau về nám còn nặng hơn, te tua hơn, da chị mỏng yếu kinh lắm em ạ. Nên chị sợ như vậy nên chị chưa dám tin tưởng lắm, thì nhà em có làm được hay không. Thì đây cũng chính là cái kết quả và câu trả lời Mai Sa xin trả lời cho tất cả các chị ở trong livestream ngày hôm nay nha. Phiên live này chị khách hàng này lên trực tiếp người thật việc thật, và các chị cũng có xem là cái hình ảnh ban đầu đó. Nhà Mai Sa ngay từ đầu bên em đã tư vấn là xấu trước đẹp sau, làm nám phải làm tận gốc chứ không phải làm lột tẩy mày mòn trên bề mặt da. Thế nên khi nám đã hết rồi thì còn lâu nám đó mới quay trở lại được. Tại vì mình nhổ cỏ nhổ tận gốc thì lấy đâu nám quay trở lại đúng không chị? Đúng. Làm sao mà cái ngọn cỏ đó nó mọc lên được? Đó, thế nên là nhà Mai Sa là xấu trước đẹp sau là như vậy, lấy nám phải lấy tận gốc. Vì sao nói các chị là đi theo lộ trình nặng nhất là 3 đến 5 lần, nhẹ là 1 đến 3 lần giúp em thôi. Tại vì trong hai cái lần đó mỗi người sẽ có hiện trạng da nám khác nhau, sẽ có cái độ chân sâu khác nhau, tùy những cái chị sử dụng những cái sản phẩm corticoid trì hay thủy ngân khác nhau. Có những chị là xài rất là nhiều, nhưng có những chị chỉ đi nám thôi mà các chị chưa tin tưởng nơi nào, các chị không làm thì cái da đó nó khỏe hơn. Còn những chị gái nào mà đã sử dụng trì này, corticoid, những cái mỹ phẩm trôi nổi ngoài thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được Bộ Y tế kiểm nghiệm, khi bôi trên da nó làm mài mòn và lột tẩy lớp da của mình đi, thì như vậy cái lớp da nó ở bên trong nó non, nó không đủ sức để nó chống lại với môi trường bên ngoài, dẫn đến cái trường hợp là da mài mòn và lột tẩy rất là nặng. Vì vậy mà cái da đó là gọi là cái da nám chai lì, và nám nó ăn lì lịt ở trong cái chân sâu của mình, và nám đó cực kỳ khó các chị nha. Thế còn các chị nào mà chưa sử dụng cái sản phẩm bao giờ nè, chưa bán ở nơi nào này, đến với Mai Sa đảm bảo các chị luôn, một đến ba lần thôi, một lần đầu tiên thôi là các chị đã cải thiện quá trời quá đất rồi, thậm chí là 70-80% đều có nha. Đó là lời nói thật của Mai Sa đưa ra cho các chị. Và chị gái này điển hình là chị gái này mới làm có hai lần thôi nhé các chị ơi. Hai lần kia là chị làm ở dưới Tuy Hòa đúng không chị? Đó, dưới Tuy Hòa. Đó, bắn cái gì đó cho chị về mà chị để lại sẹo trắng trên bề mặt da. Mà các chị ơi, nếu như mà mình sử dụng bằng cái phương pháp không an toàn, công nghệ không có tân tiến hiện đại á, đó là gọi là axit hữu cơ trên bề mặt da chấm vào như thế này là những cái nốt nám này này, là nó để lại một cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng luôn, nghĩa là trên bề mặt da sẽ xuất hiện những cái đốm trắng. Đó gọi là sẹo trắng, nó mất mất cái cấu trúc da của mình đi rồi. Đó, nó làm bay mất cái lớp da cấu trúc bên ngoài da, lớp biểu bì da, dẫn tới trường hợp nó để lại cái sẹo trắng li ti trên bề mặt da, và cái đó nó cực kỳ nó khó phục hồi lại á. Nhưng khi đến với Mai Sa thì bên em sẽ dùng bằng hai công nghệ cao nha. Đầu tiên là Viking Spectra để nghiền nát, phá vỡ, phân hủy, đào thải tất cả các sắc tố nám giống như làn da của chị này. Thứ hai là Mai Sa sẽ sử dụng công nghệ tiếp theo, đó là Pixel CO2 để
làm căng da, trẻ hóa da, tái tạo da, phục hồi da và làm gì ạ? Đầy những cái vùng sẹo rỗ của chị cũng như là tái tạo cái cấu trúc mô màng mới, mô da mới trên những cái vùng sẹo trắng này thì nó sẽ phục hồi từ từ. Cái nốt sẹo trắng này nó không có giải vẩy giống như cái nám nha các chị nha. Nám là nó bay đi, còn sẹo trắng này nó ăn nì nịt trong da của mình rồi, nó làm mất cấu trúc rồi, thế nên cái này mình phải làm từ từ theo liệu trình, theo thời gian nó sẽ phục hồi tái tạo lại cho các chị nha. Thì khi như thế này chị không có nhìn thấy rõ nữa, mà hồi bữa kia nó nám á, xong nó luồn thêm cái này nó nhìn kinh chị nhỉ. Nhìn rất cười kinh, sợ luôn, không dám ra đường luôn, thấy nám nhiều quá. Dạ. Mà hồi đó thì mất tự tin, nhưng mà sau này khi mà làm tại Mai Sa đẹp rồi á thì về nhà ông xã với người thân có nói gì không chị? Nói làm đau đẹp chị đi với làm đau đẹp chị đi với đúng không, chắc là ông xã thương lắm đúng không? Chị em hỏi tế nhịn xíu này, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi hả? 48. Wow, các chị ơi, có chị nào trong live stream này cùng em không ạ? À? Các chị có tin được không ạ? À? 48 tuổi, hình như là chị có cháu nội chưa chị? Có rồi, có cháu nội rồi. Cháu nội mấy tuổi đó chị? 3 tuổi. Trời ơi, 48 tuổi, cháu nội 3 tuổi rồi, các chị ơi, nhìn có tin được không ạ? À? Thế nên mới nói tuổi tác không thành vấn đề, tất cả các chị chỉ cần đến với Mai Sa thôi thì gì ạ, chỉ có chị thôi và chị thôi, tại vì quá trẻ luôn chị ha. Tuổi tác không chỉ là một vấn đề thôi ạ, chỉ tuổi tác chỉ là con số thôi, còn khi các chị đến với Mai Sa thì không vấn đề gì hết, có nặng cỡ nào Mai Sa cũng điều trị cho các chị hết được luôn nha. Đây chính là minh chứng người thật việc thật. Và chị này mới chỉ có làm 2 lần thôi các chị ơi, 2 lần của năm 2022 và năm nay là tròn 1 năm rồi, chị ấy mới quay lại năm 2023. Lên hôm nay dẫn thêm 4 bạn chị ha. 4 bạn. Đó, và lên làm thêm lần nữa để cho đẹp xuất sắc để Tết ăn Tết luôn. Đó là chia sẻ của chị. Trời ơi, quá mừng luôn chị ha. Chị ơi, về nhà trong cái thời gian 1 năm đó thì chị có sử dụng cái sản phẩm của Mai sao? Có, mình dùng đủ sản phẩm của Melissa. Dạ. Bộ N3. À, hiện tại bây giờ ở nhà mình vẫn đang sử dụng bộ N3 chị. N3. Dạ. Chống nắng. Ừ. Còn gì nữa không chị? Mặt. Wow. Dưỡng ẩm. Ôi trời. Về nhiều lắm, kể ra ở đây nhiều quá quá trời luôn, nhớ đúng không? Chị có nhớ cái cách sử dụng của bộ N3 không chị? Nhớ. À, thế sau đây em cho chị thử coi cái bộ N3 này có giống như cái bộ ở nhà mình đang xài không? Giống. Chị giúp em coi cái hộp nào giống dưỡng ẩm. Wow, đúng rồi chị. Dưỡng ẩm xong cái này là bước mình sử dụng bước nào chị? Đầu tiên rửa mặt sạch. À. Về dùng ba cái này dưỡng ẩm. Dạ. Che thấm sao thâu. Thẩm dùng thấu vào trong da. Dạ. Dùng đây 5 phút sau mình dùng lại thứ hai. Thứ hai là loại gì á chị? Trắng sáng da. À, kem xóa thâm làm trắng da đúng không? Rồi. Ok, đúng luôn. 5 phút sau mình lại dùng xóa thâm làm sáng da. Đâu, cái cuối cùng mà. Cuối cùng. Đây. Có phải là xóa thâm làm sáng da. Xóa thâm làm trắng da là loại sản phẩm thứ hai đúng không? À đúng rồi, xóa thâm là thứ hai. Đúng rồi. Thứ ba là cuối cùng là cái gì? Nám là cái gần gần gì? Tay quên. Loại bỏ sắc tố đúng không à, chị? Đúng rồi, loại bỏ sắc tố. Kiểu xài nhiều rồi xong mình không có chú ý đến cái tên của nó nữa, mình chỉ biết là kem. Nhớ kem thôi. Đúng rồi. Còn không không đỡ lại hộp, không đỡ lại tem cho nên không nhớ. Dạ. Cái loại kem ở trong này của chị nó là màu gì chị nhớ không? Đây là màu trắng. Rồi, dưỡng ẩm là màu trắng, mềm. Dưỡng ẩm. Dạ. Thứ hai là nó cũng màu trắng. Nhưng mà nó hơi đặc sệt sệt hơn tí đúng không? Đúng rồi. Rồi thứ ba là màu thứ gì? Ba, màu xanh. Đúng luôn. Nó mới là gọi là nhớ nhà sản phẩm nhà Mai Sa, tại vì em biết chắc chắn là chị nhớ rồi. Tại vì khi mà đã sử dụng Mai Sa mà hơn 1 năm như thế thì những cái này là nằm trong lòng bàn tay rồi chị ha. Đúng rồi. Chẳng qua cái tên của nó thì các chị lột vỏ đi á, thì các chị nhiều lúc không quan tâm cái tên lắm, nhưng mà chú ý ở cái phần kem bên trong, nhìn kem coi là biết liền luôn ha. Bây giờ da của mình đẹp xuất sắc luôn rồi đó chị. Quá là xinh luôn á, chị thấy là với cái công nghệ của nhà Mai Sa như thế. À em hỏi một xíu này, ngày xưa chị đi làm ở những cái chỗ cũ kia chị có tốn nhiều chi phí không? Cũng nhiều chi phí chứ. À, chị theo bên nhiều. Đó lâu chưa? Chị cũng làm được mấy lần rồi? Làm có 1 lần rồi, nhưng mà thấy vậy sợ quá. Dạ, sợ quá luôn. Xong rồi sau này bắt đầu là mới thay đổi bỏ đi và quay lại với nhà Mai Sa. Rồi bây giờ em thấy là cái làn da đã đẹp xuất sắc rồi. À mà chị đến với nhà Mai Sa thì chị thấy là Mai Sa có nhiều cái chi phí cho chị không? Cái giá cả chị thấy nó như thế nào? Giá kể cũng bình dân thôi, bất kể ai cũng đến Mai Sa cũng thể làm được. Yeah. Làm da 1 lần là 800.000 thôi. Yeah. Ai cũng có thể làm, chờ cho mình trở thành hết đám và đẹp là tự tin đi ra ngoài đường thôi. Yeah. Thế nhân đây thì chị có thấy là chị Mai Sa là giống như những gì mà chị Mai Sa quảng cáo không chị? Người thật việc thật không chị? Người thật việc thật.
Dạ, bây giờ đây là cái làn da của chị khách hàng sau khi mà làm công nghệ tại nhà máy xa nhé. Trả lại cho chị ấy một cái làn da này vừa căng mướt này, mịn màng hơn này, trắng sáng hơn này, và lấy lại cái tự tin cho chị khách hàng này luôn. Và bây giờ thì em sẽ quay lại cho tất cả các chị khách hàng cùng xem cái làn da của chị khách hàng này trước khi mà đến với nhà máy xa nhé. Đây là làn da của chị khách hàng trước khi mà lên nhà máy xa, cả nhà cùng xem giúp em nhé. Cái phần này là cái phần chân nám đinh ở trên bề mặt da khách hàng. Đây là những cái nám đinh chân sâu nhé. Nám đinh là cái nám sâu nhất cũng như là ăn lì lịt trên bề mặt da, ăn dưới cái tầng mà đáy biểu bì của làn da của chúng ta luôn cả nhà. Và nám đinh thì nó sẽ có tính chất đối xứng nha, bên má trái có thì bên má phải nó cũng có luôn. Và những cái đốm này này ăn sâu trong cái bề mặt da, ví dụ tàn nhang á, thì nó chỉ ăn đều nổi trên bề mặt da thôi thì mình làm nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà đối với những cái chân nám đinh sâu như thế này rất là cực kỳ là khó để điều trị luôn cả nhà nha. Nên là khi mà tới với nhà Mai Sa thì Mai Sa đảm bảo với các chị là xử lý hết tất cả những vấn đề này luôn. Và các chị cùng quan sát giúp em này, không những là những cái vấn đề nám đinh nha, mà cái nám đinh ở bên hai bên gò má này nó còn ăn lan lên những cái vùng mà hai bên cái sống mũi của chị khách hàng này luôn, cũng như là cái vùng mà thái dương này gần chân tóc này ăn sâu trong cái bề mặt da của khách hàng này luôn. Có nghĩa là khách hàng này đã bị nám rất là lâu, mất rất là tự tin cho làn da của chị khách hàng này luôn, nhưng mà chị đã sử dụng rất là nhiều phương pháp bên ngoài để mà loại bỏ nám nhưng mà không thành công, thậm chí là cái nám càng ngày càng ăn nặng hơn. Và các chị cùng quan sát kỹ giúp em này, đây là những cái vùng sẹo trên bề mặt da của khách hàng này, đó là những cái đốm trắng 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 này luôn cả nhà nhé. Cùng quan sát kỹ giúp em này, rất là nhiều sẹo trắng ở trên bề mặt da, và rất là nhiều chị em mà đang quan tâm đến bề mặt da này, làn da của khách hàng này, thì bây giờ em sẽ cho các chị cùng xem lại cái làn da của chị khách hàng này một lần nữa nha. Rất là nhiều chị em đang tham khảo về cái làn da của chị khách hàng này này, da rất là đẹp này, nhiều chị khen luôn ạ, bông huỳnh này, thanh tâm này, chào các chị rất là nhiều ạ. Các chị đang theo dõi cái livestream này của nhà Mai Sa nhá. Mai Sa thì Mai Sa có rất là nhiều ưu đãi luôn. Dạ, cảm ơn chị Thiện Trần. Các chị ơi, các chị đang xem livestream này của nhà Mai Sa thì hãy để lại số điện thoại giúp em nhé. Những chị em nào đang quan tâm đến dịch vụ hay là sản phẩm làm đẹp da tại nhà Mai Sa, nếu mà trường hợp mà các chị mà chưa đến với chi nhánh gần nhất để làm đẹp da thì các chị hãy ghé tại các chị đang gặp những cái tình trạng nám đinh, nám mảng, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi như chị khách hàng này thì hãy mạnh dạn ghé tại Mai Sa chi nhánh gần nhất để Mai Sa làm đẹp và lấy lại cái sự tự tin của các chị luôn nha. Còn những chị em nào mà chưa tới được nhà Mai Sa thì các chị ơi hãy để lại số điện thoại để Mai Sa có bộ phận tư vấn cũng như là chăm sóc khách hàng để tư vấn rõ hơn cho tất cả các chị em nhà mình luôn cả nhà nha. Và bây giờ em sẽ cho các nhà cùng xem lại một lần nữa sát cái làn da của khách hàng này luôn ạ. Em sẽ quay cận cảnh cái làn da của chị khách hàng này, cả nhà cùng xem giúp em nhá. Làn da căng hơn này, mướt hơn này, mịn màng hơn này, căng bóng hơn này, những cái vấn đề như nám đinh này, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi hay là những cái vùng sắc tố không đều màu này, nám mảng này, các chị cùng quan sát nha. Vùng thái dương gần chân tóc là cũng sạch sẽ cái làn da nám luôn rồi này, hai bên gò má trả lại cái chị là chị một cái làn da căng bóng mịn màng hơn, và cái làn da của chị ấy không những là hết nám nhá, còn mịn màng hơn này, còn căng bóng hơn, còn xinh hơn, và trả lại cái làn da trắng sáng của chị khách hàng này luôn. Và bây giờ các chị cả nhà ơi, cả nhà cùng quan sát giúp em nha. Sau khi mà làm công nghệ cao tại nhà Mai Sa, loại bỏ tất cả những cái vấn đề nám trên bề mặt da rồi, còn lấy lại sự tự tin hơn cho khách hàng nữa. Và bây giờ một lần nữa các chị cùng xem giúp em nhé. Những chị em nào đang theo dõi cũng như là đem xem cái livestream này của nhà Mai Sa thì hãy để lại cho Mai Sa một comment này đẹp giúp em đi ạ, và cùng mạnh dạn chia sẻ cái bài livestream này cũng như là thả tim bắn like cho nhà Mai Sa để lan tỏa cái sự đẹp này tới cho những cái bạn bè này, người thân, đồng nghiệp, để mình lấy tự tin lên với nhà Mai Sa làm đẹp nhé. Mai Sa thì đã làm đẹp cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam rồi, lấy lại sự tự tin cũng như là loại bỏ những cái vấn đề nám này, sạm, tàn nhang này, hay những cái vấn đề mụn này, sẹo rỗ trên bề mặt da. Nên các chị em cứ tự tin đối với nhà Mai Sa cơ sở gần nhất để làm đẹp cái làn da của mình nhá. Milan, chị chăm sóc da này mất bao lâu và chi phí bao nhiêu vậy? Dạ, bây giờ em sẽ cho khách hàng này trực tiếp tư vấn cho tất cả các chị em luôn ạ. Chị ơi, chị làm da này tại nhà Mai Sa có mất quá nhiều lần không chị? Chị đã làm bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hai lần mà đã có một cái làn da như thế này rồi, và không phải là hai lần sau khi mà làm đẹp da xong là da đẹp luôn, và các chị lo lắng là sau khi mà không làm nữa thì da của các chị bị nám này, bị sạm này, quay trở lại. Nhưng mà chị ơi, sau hơn một năm rồi chị quay lại thì thấy làn da của mình có sợ những cái vấn đề mà bị nám quay trở lại không? Không, mình có cái dùng kim của Melissa. Dạ, rất là kim rất dùng rất tốt. Dạ. Và cái chi phí, nhiều chị em đang hỏi, đang đặt ra những câu hỏi nha. Ủa, lên tới Mai Sa này, cơ sở lớn như vậy, khang trang như vậy, công nghệ tiên tiến hiện đại như vậy thì chắc là một lần như vậy chi phí nhiều lắm đúng không chị? Đúng không? Ít. Bao nhiêu tiền cho một lần làm da? 800 ngàn. 800 ngàn một lần da. Các chị ơi, tự tin tới nhà Mai Sa nhé. Làm đẹp thả ga mà không lo về giá nha. Một lần làm đẹp da tại nhà Mai Sa chi phí là 1.600.000 đồng.
Làm công nghệ cao là công nghệ cao xịn sò cho tất cả các chị luôn, chứ không phải là giống như bên ngoài à nói công nghệ cao mà làm này làm cái kia cho khách hàng đâu nhá. Mà chia sẻ livestream này thôi, các chị chỉ còn 800.000 đồng cho một lần làm đẹp da tại nhà Mai Sa đúng không ạ? Dạ, tự tin người thật việc thật, Mai Sa quay cận cảnh trực tiếp cho cả nhà cùng xem và theo dõi luôn nhá. Người thật việc thật nhá, không phải là thuê người này người kia đến xong rồi là trang điểm make up lên xong rồi là quay lên cho các chị xem hay là photoshop lên cho các chị xem, mà livestream trực tiếp để các chị xem được cả hiện trạng da của mình nó thay đổi thực tế như thế nào. Và đây là khách hàng người thật việc thật, nên các chị cứ tự tin lên với nhà Mai Sa nha. Mai Sa đảm bảo với các chị là da nặng cỡ nào đi chăng nữa tới với nhà Mai Sa thì cũng lấy lại sự tin cho các chị luôn. Và quý khách hàng hãy chia sẻ cái bài livestream này này để lan tỏa sự đẹp này đến cho mọi người, mọi chị em đang gặp những cái tình trạng này để làm đẹp và tự tin hơn cả nhà nha. Trăm nghe thì không bằng mắt thấy, Mai Sa quay cận cảnh cho cả nhà cùng xem luôn ạ. Và tại sao cái lượng khách hàng của nhà Mai Sa lúc nào cũng đông như kể hồi vậy ạ? Tại vì người thật việc thật đó các chị ạ. Những chị em nào đã gặp tình trạng nám này tới với nhà Mai Sa đúng không ạ? Thay đổi được cái làn da, lấy lại được sự tự tin rồi thì các chị sẽ giới thiệu cho tất những chị em khác nữa đúng không ạ? Giống như chị hôm nay là chị lên với bao nhiêu người đi cùng chị ha? 4 người. À đó, các chị cả nhà cùng thấy chưa ạ? Có nghĩa là chị khách hàng này đã làm đẹp rồi nên là giới thiệu thêm những chị khách hàng khác nữa, bạn bè người thân này. Bởi vậy nên khách hàng của nhà Mai Sa cứ theo cấp số nhân lên càng ngày càng đẹp hơn, càng ngày tự tin hơn và lan tỏa đến. Bởi vậy nên khách hàng của Mai Sa lúc nào cũng đông như trại hội luôn cả nhà nhá. Và cả nhà ơi, thì hiện tại bây giờ là chị khách hàng này Mai Sa cũng đã bắt cóc cũng nãy giờ rồi, nên là những chị em nào mà đang muốn lại tham khảo cũng như là muốn xem về những cái dịch vụ làm đẹp da tại nhà Mai Sa nữa thì các chị hãy theo dõi của cái trang thẩm mỹ viện Mai Sa, để Mai Sa sẽ quay tất cả những cái lượng khách hàng của nhà Mai Sa lên đây cho tất cả chị em phụ nữ chúng ta lấy động lực khi mà có những cái làn da xấu để các chị tự tin hơn, các chị để đi làm da nha. Và bây giờ thì cũng là giờ trưa rồi, em cũng xin phép tất cả các chị em kết thúc cái livestream này tại đây để cùng như là cho chị đi làm dịch vụ tiếp theo để chị kịp về xe đúng không ạ? Cái lượng cái quãng đường của nhà mình lên đấy cũng rất là xa đúng không? Để về kịp với các chị em bạn bè của mình nữa ha. Và các chị ơi, những chị em nào đang tham khảo cũng như là quan tâm đến dịch vụ làm đẹp da tại nhà Mai Sa thì các chị hãy tự tin tới với nhà Mai Sa cơ sở gần nhất để cùng làm đẹp da và lấy lại sự tự tin cho các chị em luôn nha. Và những chị em nào chưa tới được thì hãy để lại số điện thoại trên cái livestream này. Mai Sa sẽ có cái bộ phận chăm sóc khách hàng liên hệ và tư vấn cho tất cả chị em mình luôn. Nên là các chị hãy để lại số điện thoại nhé, cũng như là chia sẻ cái livestream này cho Mai Sa nha. Và Mai Sa cũng xin kết thúc cái livestream này ngay tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các chị em những cái buổi livestream tiếp theo nhé.